nền tảng Bitmark liệt kê bi tức mạng bi được kết nối với usdt Bitmark, một sàn giao dịch tiền điện tử có mặt tại hơn 180 quốc gia cho biết họ sẽ liệt kê mã thông báo gốc của mạng bi cho cặp giao dịch với usdt vào hôm nay ngày 31 tháng 12 Bitmark sẽ trở thành nền tảng trao đổi tiền điện tử thứ ba niêm yết bi ngay cả khi nó vẫn đang hoạt động trong mạng chính kèm theo Hubby Global và XT.com là những người đầu tiên liệt kê bi giữa những tranh cãi từ nhóm phát triển co tim. Đó các bạn có thể đi vào cái uh, trister này các bạn uh, sẽ xem họ thông báo bắt đầu ngày 31 tháng 12 tức là hôm qua các bạn. Nhóm Bico muốn giảm danh sách bi. Nhóm Bico đã phản ứng giận dữ với các sàn giao dịch được cho là đã cung cấp đồng tiền này để giao dịch gần đây. Nhóm Bico đang yêu cầu tất cả các sàn giao dịch loại bỏ đồng xu khỏi nền tảng của họ vì họ tuyên bố không liên quan đến bất kỳ danh sách nào. Nhóm Bico đã quyết định lập kỷ lục ngay trong một bài đăng trên blog vào ngày 29 tháng 12 do phản ứng cuồng nhiệt trên mạng xã hội đối với các danh sách giao dịch bi coi gần đây. Nhóm nhấn mạnh rằng không có danh sách nào được phê duyệt và những người tiên phong không nên tham gia để bảo vệ tất cả những người tiên phong và tính toàn vẹn của mạng bi. Bitmark là gì? Bitmark là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu cho phép người dùng ở hơn 180 quốc gia mua và bán hơn 1.000 loại tiền kỹ thuật số và mã thông báo. Để cung cấp dịch vụ, giao dịch và đầu tư cho tài sản kỹ thuật số cho nhiều khách hàng, Bitmark đã được thành lập vào năm 2017. Nó có sự hợp nhất của quần đảo Cayman. Vào năm 2018, Bitmark đã giới thiệu mã thông báo Bitmark BMX cung cấp cho chủ sở hữu mã thông báo chiết khấu khi giao dịch và các đặc quyền khác trên sàn giao dịch đặt cược cho vay sản phẩm tiết kiệm và giao dịch phái sinh chỉ là một vài trong số nhiều tính năng bổ sung mà sàn giao dịch đã phát triển trong những năm qua